Kênh siêu thị Xóm Tám chào cô chú anh chị. Hôm nay kênh giới thiệu một số mẫu ruộng ở Mông Thọ. Thì miếng ruộng này là nằm ở mặt tiền kênh 17 gần cao tốc Gạch Sỏi Lộ Tẻ. Ở phía xa xa chỗ mà cái chiếc xe tải đang chạy á, là cái cao tốc ha, đường cao tốc. Còn hướng này là về kênh KH1. Đây là cái ganh của miếng ruộng, từ cái vị trí này dài ra phía sau 310 m. Ruộng này thì có mặt tiền là 44 m, hậu là 63 m. Tổng diện tích là 16.500 m², giá là 160 triệu cho 1.000 m². Khu vực này thì rất là, nói chung hiện tại thì rất là phát triển. Trước ruộng thì có lộ đan là 2,5 m, còn bên sông thì đã có điện ha, còn bên này hiện tại là chưa. Nhưng mà nếu giả sử mình có kéo thì kéo qua sông được, tại vì cái kênh 17 thì cũng nhỏ. Ở đây nếu mà cô chú anh chị mua mà không có làm á, thì ở đây người ta dân ở đây người ta thuê lại là một năm là 3 triệu cho 1.000 m². Còn đây là cái kênh 17. Từ vị trí này mà ra tới đường cao tốc là chưa đầy 1 phút. Nhưng mà đối với đường cao tốc thì mình không có chạy lên được. Khu vực này thì nói chung mua đầu tư cũng được, hoặc là mình mua sử dụng cũng được, tại vì hiện tại giá nó rẻ. Nói chung ở cái kênh 17 á, thì có chủ bán 220, 200, có chủ bán 250 luôn, tùy theo, nhưng mà có cái mẫu này á, thì chỉ bán là 160 thương lượng. Còn từ cái vị trí này á, mà ra tới chợ Cầu Móng là khoảng 5 phút. Tiếp theo thì kênh sẽ cho cô chú anh chị xem cái mẫu tiếp theo. Mẫu này thì nằm ở mặt tiền kênh Tư Lâm. Mẫu này nói chung có hơi đặc biệt ha. Cái ganh đó là từ cái vị trí này chạy dài ra 20 m, khoảng 20 m. Còn đặc biệt á, cái mặt tiền của nó rất là rộng, mặt tiền tới 200 m. Ở đây đối với cái mẫu này mình mua phân lô bán nền được. Còn ở phía xa xa mà chỗ hàng cây á, là cái hậu của nó là dài là 30 m. Theo kinh thấy á, nếu mà mình mua cái miếng này xong á, mình chia cái mẫu kế bên á, thêm 5 m hoặc là 10 m chiều dài nữa là phân lô bán nền là bao đẹp luôn. Tại vì cái cạnh bên này nó chỉ có 20 thì thấy nó hơi nhỏ, hơi ngắn. Còn cái cạnh kia 30 thì nó cũng vừa. Nếu mà mình phân lô mà mỗi nền 5 m khoảng được 40 nền.
thì cái ruộng này là quy hoạch đất ở hết trơn ha. Hiện tại thì lộ đan trước nền là 2,5 m, còn điện là 5 sao kéo, nhưng mà giá của miếng ruộng này là 450 triệu một công ha. Nói chung giá này thì cũng hơi cao, nếu mà cô chú anh chị thiện chí muốn mua đầu tư á thì thương lượng với chủ sau ha. Miếng này thì nó đẹp nhưng mà giá nó hơi cứng. Từ vị trí của miếng ruộng này ra tới chợ Cầu Móng thì cũng khoảng 5 phút, chưa đầy 5 phút. Ở đây thì khu vực thì cũng có người dân sinh sống, là chỗ hàng cây đó đi vô dài vô là có người dân đang đang ở đó. Mặt tiền của mình là tới cái hàng cây ở phía trước luôn. Ở đây thì khu vực này thì yên tĩnh. Ngoài ra đó thì cô chú anh chị xem video đó thì nhớ đăng ký kênh để mà khi kênh ra những video mới đó, mà có đất nhà hoặc là giá nó rẻ đó thì cô chú anh chị sẽ thấy. Còn nếu mà cô chú anh chị không có đăng ký kênh đó, thì khi mà đăng video thì sẽ không hay, không biết á, nó không có thông báo. Với lại đó, mỗi video thì cái tiêu đề nó sẽ khác nhau thì cô chú anh chị sẽ khó gõ để cái tìm kiếm cái từ khóa đó. Thì đăng ký kênh thì nó cũng không có mắc mát gì hoặc là tốn tiền gì, chỉ là cô chú anh chị tạo một cái tài khoản thôi. Tạo tài khoản thì cũng đơn giản, nó hướng dẫn từng bước. Đất thì nói chung cái mà về cái ấy thì nó cũng tương đối đẹp. Ngoài ra đó thì ở đây thì kênh chỉ quay một số mẫu thôi, còn nhiều nữa ha, chỉ quay đại diện một hai mẫu thôi. Tiếp theo đó thì kênh xin giới thiệu là 15 công tầm lớn ở kinh công trường. Thì 15 công tầm lớn thì giá là 150 triệu cho một công tầm lớn ha, là tương đương với 1.296 m² á, giá cũng mềm. Nếu mà cô chú anh chị mua mà đầu tư á thì cũng cũng lời, tại vì khi mà mình mua tầm lớn thì mình bán lại tầm nhỏ rồi bán đồng giá luôn thì mình cũng lời ha. Đặc biệt á thì mua mua cái ruộng này á, được tặng cái nền ở phía trước này nè. Thì cái nền thì có mặt tiền là 13 mét, dài là 25 mét ha. Cái ganh là từ bà tường bên đó qua tới hàng dừa bên đây. Ở đây á thì điện nước đầy đủ. Lộ trước nền là 2,5 m. Ở đây thì khu vực đông dân cư ha. Còn từ đây ra chợ Cầu Móng thì cũng khoảng 5 phút. Không đầy 5 phút.
giá nếu mà cô chú anh chị mua mà không có canh tác á thì giá cho thuê thì cũng 3 triệu cho 1.000 mét vuông ha, trên 1 năm. Tiếp theo á, thì kênh sẽ giới thiệu một miếng ruộng với một miếng nền. Ruộng á, thì có diện tích là 6.500 mét vuông, còn nền á, thì có diện tích là ngang 20, dài 65, có 150 mét vuông thổ cư, còn lại là cây lâu năm. Đây là hình ảnh ở ở phía sau miếng nền ha. Cái này là cái hình ruộng. Giá của nền và ruộng luôn là 1 tỷ 8. Còn đây là hình ảnh của miếng nền. Cái nền đó thì có dính cái địa một chút ha. Thì cái địa này lắp thì cũng không có nhiều tiền. Có gì thì mình thương lượng với chủ đất ha. Ở đây thì mình có thể mà thổi bùn á. Nó chi phí nó sẽ rẻ hơn bơm cát. Còn về cái phần nền nó thì cao ráo ha. Khu vực này thì cũng đông dân cư. Từ đây ra tới chợ Cầu Móng thì khoảng 3 phút. Tiếp theo thì kinh sẽ quay ra ngoài lộ, quay cái mặt tiền. Mặt tiền miếng nền thì được 20 mét. Từ cái vị trí này chạy dài qua, tại vì cái trụ đá nó không biết nó lạc đi đâu rồi. Còn đây là cái mà hình ảnh mà mình nhìn từ trước vô. Còn cái ganh bên này là chỗ cái trụ đá này. Nói chung giữa cái nền với ruộng này mà 1 tỷ 8 thì nó cũng rẻ ha. Hướng này là ra chợ Cầu Móng nè. Thì cô chú anh chị nào ưng miếng nào thì liên hệ số điện thoại hiện ở trên màn hình. Ngoài ra thì kênh cũng còn nhiều đất nền, ruộng, nhà cũng có ha. Mông Thọ, Châu Thành thì nói chung ở đâu cũng có đó. Thì cô chú anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem video.